Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Jessie Nguyễn. Hôm nay các bạn theo chân mình đi đổ xăng nào? Ồ, các bạn có thấy đồng hồ xăng không nhỉ? Em xe của mình đã khát nước rồi đấy. Nào, chúng mình cùng lên đường, let's go! Mình đã đến cây xăng gần nhà mình rồi. Mùa Covid, giá xăng hôm nay là 2 đô 19 sen, với mức giá của loại xăng diesel và 1 đô 69 xu cho loại xăng bình thường. Mình dừng xe ở cột số 5. Ồ, lúc đầu mình cứ tưởng không được quay bên trong. Hình quá, người ta cho mình quay. Mình nói với cô bán hàng số cột xăng và mình muốn đổ 10 USD. Sau đó mình gắn thẻ ngân hàng vô máy tính tiền. Lý do mình không đổ trực tiếp vì mình sợ họ ăn cắp thông tin thẻ tín dụng của mình. Hẳn các bạn cũng thấy tấm bảng giữa cô bán hàng với mình. Tấm bảng này giúp giảm lây lan bệnh Covid. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách đổ xăng nhé. Đây là cái nút để bật để đổ xăng xe mình. Một loại xăng 87, một loại xăng 89 và một loại xăng 93 đô. Mình sẽ kéo đến 10 đô. Ở Mỹ, mọi người phải tự đổ xăng của mình. Sau khi mình đổ xăng xong, mình còn giữ biên lai trả tiền của mình. Mình mời các bạn xem qua biên lai.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn ơi, các bạn nhớ like, comment và bấm chuông đăng ký kênh giúp mình để mình có thêm động lực chia sẻ với các bạn về chủ đề kế tiếp. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Tạm biệt các bạn.